Mình tới nè, xin mời Dạ Kỳ. Kính thưa quý vị, trong khi đó chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ bé nếu quý vị đang ở phía dưới. Dạ, đừng quên ủng hộ tới hai chuyện mua dọn bao bùng mà cần có chương trình phụng dưỡng gì cứ nói gì ủng hộ em chị không nhé. Rồi, ngay bây giờ xin mời Dạ Kỳ ạ. Và giai điệu của Dạ Kỳ, thầy Phạm xin được phép bắt đầu. Yo! Không có một cái nội dung gì hết luôn. Có lộn cái khúc đình không vậy?
Vậy thưa quý vị, và bây giờ bốn thí sinh của chúng ta sẽ quay trước bước tới một bước, và chúng ta sẽ có một lượt so sánh nữa để chọn các người xuất sắc nhất ở vòng này bằng cách là âm nhạc lên cùng nhảy nào. Bảo Ngọc à.
Kính thưa quý vị, hai người đi ba chung với nhau chị ơi, hai người đi ba chung với nhau rồi. Dạ, yeah, I know. Cái khúc này được rồi. Rồi, kính thưa quý vị, cái bây giờ là giờ phút quyết định nha. Du Yên hay Mộc Trà? Mời một lần nữa quý vị, xin mời Mộc Trà bước ra phía trước, má không phải giao duyên miệng. Dạ, yeah, xin mời số điểm của quý vị ạ. Yeah. Rồi, xin mời Du Yên bước lên. Mộc Trà lui cung. Chúc mừng Du Yên chiến thắng ở vòng đầu tiên thưa quý vị. Thank you. À, chúc mừng em, và mời em sẽ dời gót vào trong để chuẩn bị cho phim tiếp theo. Cái bây giờ, ai biết chưa tặng, đúng mắt sẽ nói cho mình. Giờ sẽ nói cho mình.